Chào các bạn. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn về một cái bí quyết của hãng Audience Mỹ. Thực tế thì tôi đang sử dụng một sợi dây loa và một sợi dây tín hiệu ở trong cái bộ dàn của gia đình, và rất nhiều bạn khi mà đến nhà tôi thưởng thức âm nhạc thì đều rất ngạc nhiên và đều cảm thấy là có một cái gì đó nó bất ngờ khi nhìn thấy cái sợi dây Audience. Đây, ví dụ như cái sợi dây mà tôi đang cầm trên tay đây chính là dây của Audience. Các bạn nhìn cái sợi dây này có thấy gì đặc biệt không? Chắc nhiều bạn đã đoán ra, cái mà làm cho các bạn bất ngờ nhất chính là cái kích thước của nó rất nhỏ. Đây này, ta nhìn cái sợi dây tín hiệu này, kích thước so với ngón tay của tôi chẳng hạn, như vậy là rất nhỏ. Cái sợi dây loa cũng vậy. Thì cái lý do nào mà cái dây Audience, đây là cái sợi dây đắt nhất của Audience hiện nay, một sợi dây rất nhỏ mà nó lại có giá thành khá là cao và chất lượng âm thanh rất là tốt, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với ông John McDonald, là chủ tịch của hãng Audience Mỹ, làm một cái thí nghiệm nhỏ để có thể sau đó tôi sẽ cùng với các bạn trải nghiệm và giải thích là vì sao cái triết lý thiết kế của dây Audience lại chỉ cần nhỏ thôi mà vẫn đem lại âm thanh rất là xuất sắc. John, John, let's start your experiment. Okay. Thank you. Sure. Okay. Sau đây ông chủ tịch của hãng Audience sẽ bắt đầu thí nghiệm. Và chúng ta nhìn thấy rằng là ở đây ấy, trong cái bộ đồ của ông mang đến Việt Nam lần này, trong một cái chuyến du ngoạn đầu xuân, thì có mang theo một cái bộ thí nghiệm trông rất đơn giản, gồm có hai viên bi. Đấy, chúng ta nhìn thấy ở đây có hai viên bi. Đây là một viên, và viên bi này là viên bi không có từ, có nghĩa là nó không hút vào các vật bằng sắt. Đây là cái khóa bằng sắt, tôi cho hút thử, không có tác dụng. Và đây là một viên bi thứ hai, nó có từ tính. Đấy, các bạn thấy nó hút và rất chặt. Đấy, đây, đấy, đấy không? Nó hút rất chặt. Đây là viên bi có từ tính. Thì bây giờ ông John sẽ làm thí nghiệm để cho hai cái viên bi này. Và đây là cái ống đồng. Đây là cái ống đồng. Ta thấy có hai cái ống đồng. Một cái ống đồng tôi đang cầm trong tay đây là rỗng và có cái độ dày của ống đồng nó rất là mỏng. Và cái ống đồng thứ hai là có cái độ dày rất lớn, các bạn nhìn thấy đây, nó dày hơn rất nhiều, dày hơn gấp khoảng 3 lần. Và bây giờ ông John sẽ làm một cái thí nghiệm, thả hai cái viên bi này vào trong cái ống đồng và để chúng ta quan sát. Let's start, please. So we take the steel ball and drop it through the copper as a reference. 1, 2, 3. Đấy, với cái viên bi mà không có từ tính, khi nó chạy qua ống đồng thì chúng ta thấy tốc độ nó rơi như là bình thường, gần như là bình thường, chúng ta không cảm thấy cái độ trễ của nó. Và bây giờ chúng ta tiếp tục thả viên bi không từ tính qua cái ống đồng có độ dày gấp 3. And of course, even with the thicker copper, the steel ball is instant. Tốc độ rơi cũng nhanh đúng như vậy. Chúng ta không có cảm thấy độ trễ gì cả. Như vậy là viên bi mà không có từ tính thì tốc độ truyền rất nhanh. Ta hình dung là cái viên bi là theo cái lời giải thích của ông John, thì cái viên bi nó giống như là cái tín hiệu mà sẽ chạy qua dây dẫn. Còn cái ống đồng này thì đấy chính là cái vật liệu mà làm cái sợi dây dẫn. Bây giờ ông sẽ tiếp tục thí nghiệm cái viên bi thứ hai. Đây là viên bi thứ hai, là viên bi có từ tính, magnetic, có từ tính. Đấy, có từ tính. Chúng ta sẽ cho viên bi có từ tính. Non-ferrous copper, no attraction. Không hút. Viên bi có từ tính tất nhiên không thể hút được ống đồng. Right. Okay. Thank you. So we drop this through the copper tube. Rơi rất chậm. Các bạn có thể nhìn thấy là cái viên bi khi mà có từ tính thì nó rơi rất chậm. Đây, ta làm lại cái thí nghiệm này. Đấy, như vậy là cái thời gian mất khoảng hơn 1 giây thì viên bi mới đi qua được cái ống đồng dài khoảng 30cm này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiếp đến một cái ống đồng dày gấp 3 xem tốc độ rơi của viên bi như thế nào. Oh, okay. So we drop the same magnet. Đấy, chúng ta quan sát. Double the thickness copper, okay?
Ôi sao chậm thế nhỉ? Rất chậm. Thưa các bạn, thời gian có thể tính đến khoảng hơn 2 giây, tức là có lẽ là phải gấp đôi cái thời gian viên bi có từ tính đi qua cái ống đồng mà có độ mỏng gấp bằng 1/3. Đây chúng ta quan sát từ trên lại. Quá lâu. Có lẽ là phải đến 3 giây chứ không phải là 2 giây nữa. Vâng. Thank you. Như vậy tức là qua cái thí nghiệm vừa rồi của ông Jones. Vâng, thưa các bạn. Như vậy tức là bằng một thí nghiệm rất đơn giản, chúng ta thấy được một điều rất quan trọng, đó chính là cái tương tác giữa tín hiệu với cái chất dẫn của sợi dây. Như vậy ở cái thí nghiệm vừa rồi ấy, cái ống đồng được coi là cái vật liệu để làm ra cái đường dẫn của cái sợi dây này, và cái viên bi là chính là cái tín hiệu. Về nguyên tắc vật lý, khi chúng ta học vật lý về phổ thông ấy, chúng ta biết một điều rằng là khi cái tín hiệu điện mà nó chạy trong một cái vật liệu kim loại thì nó sẽ tạo ra một cái dòng điện xoáy, mà dòng điện này còn gọi là dòng điện Foucault. Cái dòng điện xoáy này ấy, nó có cái tác động tương tác với cái tín hiệu và nó làm cho cái tín hiệu bị trễ pha, bị chậm lại. Cái thí nghiệm vừa rồi sẽ cho chúng ta thấy rất rõ là tín hiệu truyền trong đường dây thì tương tác với đường dây như thế nào và chậm lại như thế nào. Và cái chậm lại này nó phụ thuộc vào cường độ, nó phụ thuộc vào tần số của tín hiệu. Chính vì lý do đó mà nếu một cái sợi dây tín hiệu hay sợi dây loa mà thiết kế không tốt thì nó sẽ làm cho bị trễ pha. Và khi bị trễ pha thì tín hiệu đấy là một dạng méo và làm cho âm thanh không còn trung thực nữa. Về độ động, về tốc độ đáp ứng là không đảm bảo. Đó là lý do và cũng là cái triết lý thiết kế cái sợi dây ô điểm này. Có nghĩa là người ta làm cái sợi dây với một cái đường dẫn nó đủ mỏng và đủ mảnh để làm sao hạn chế tối thiểu cái dòng điện xoáy. Điều này chúng ta cũng thấy ở trong các cái lĩnh vực điện công nghiệp. Ví dụ tại sao cái biến thế, các bạn thấy rằng là cái biến thế bình thường không ai sử dụng một cái lõi sắt, làm cái khối sắt để mà làm cái biến thế cả, mà người ta phải cắt ra thành rất nhiều cái lá mỏng, người cán rất nhiều lá mỏng, và mỗi một lá mỏng này lại có một cái lớp sơn cách điện với nhau. Lý do là như vậy là làm hạn chế đến tối thiểu cái dòng Foucault. Đó, thì trong trường hợp này cũng tương tự như vậy. Đấy, qua một cái thí nghiệm rất đơn giản, chúng ta đã hiểu rõ là vì sao cái triết lý thiết kế của ô điểm, và không chỉ ô điểm mà còn rất nhiều hãng khác, các bạn cứ để ý mà xem, rất nhiều hãng khác làm sợi dây cũng không có to tí nào, rất nhỏ, nhưng mà nó đem lại âm thanh cũng rất hay. Tất nhiên mỗi hãng nó có một bí quyết, nhưng mà đây là một cái triết lý mà theo tôi hôm nay một cái thí nghiệm này rất đơn giản nhưng mà làm cho chúng ta sáng tỏ rất nhiều vấn đề về truyền dẫn tín hiệu, về truyền dẫn âm thanh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình này. Thank you.